Xin chào tất cả phụ huynh và cùng các em. Hôm nay thầy sẽ giải 35 đề ôn luyện toán lớp 1. Đề hôm nay chúng ta sẽ làm là đề số 6. Phần A, phần yêu cầu. Lập số trong phạm vi 10, đọc, viết, xét thứ tự, so sánh số, cáo tạo phân tích số, gộp tách số. Chúng ta qua phần đầu tiên là phần đề ôn luyện. Viết số hoặc là chữ số thích hợp rồi nấu theo mẫu ô tô đến nhà nào. 1, 2, 3, 4, 5 và cái nhà là số 5. Đây. Rồi. Cái này thì sao đây? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Chúng ta đếm lại xem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dạ này là 10. Ở này 1, 2, 3, 4, 5, 6. Đây, 6 đây. Con này là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Chúng ta qua trang tiếp theo. Bài số 2. Số 2 thì chúng ta sẽ thấy cái bức tranh. Bức tranh này nó giống như cái cầu Tràng Tiền ở Huế. Thì chúng ta sẽ có là một số cái đám mây, một số con diều, rồi những cái tiếp thuyền, rồi là những cái cây dừa nè, rồi con cầu. Người ta yêu cầu là đếm có bao nhiêu cái nhịp cầu đây. Đếm cái nhịp cầu. Như vậy chúng ta sẽ thấy này, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6 nhịp cầu. Rồi. Chúng ta sẽ có là 6 nhịp cầu đây, người ta có sẵn ở đây. Rồi cây dừa 1, 2, 3, 4, 5 5 cây dừa. Và chiếc thuyền 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rồi con diều 1, 2, 3 này là 3. Về đám mây, đám mây là 1, 2, 3, 4 đám mây. Về chiếc xe, chiếc xe là ta thấy không có chiếc nào hết không có chiếc nào hết. Như vậy là số 0. Chúng ta qua câu B. Viết các số ở câu A theo thứ tự là từ bé đến lớn. Như vậy trong này là số 0 là số bé nhất. Rồi tới số 3. Rồi tới số 4. Rồi tới số 5. Rồi tới số 6. Số 7 không có mà có số 8. Chúng ta qua câu B. Bài số 3 câu A chứ. 0, 1, 2 tăng dần 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Chúng ta qua câu B. Cái này là ngược lại. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Chúng ta qua bài tiếp theo là bài số 4. Viết số còn thiếu ở mẫu toa tàu rồi nấu thêm mẫu. 0, 1, 2 này là số 3. Này là 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Chúng ta qua bài số 5. Viết số thích hợp vào ổ trống theo mẫu. Chúng ta xem bài mẫu người ta làm gì đây. 3, 4, 5. Bây giờ nó liền luôn đúng không? Nó liền 3, 4, 5. Này là 1, 2, 3. 5, 6, 7. Nó liền luôn. Như vậy, này là từ nhỏ tới lớn. Câu này viết là ngược lại là từ lớn về nhỏ. 8, 7, 6.
nên là 6 5 là tứ 4. Câu số 8 ở giữa. Số 8 ở giữa thì đây là thay có nguyên tắc là từ lớn về nhỏ, như đây là 9 8 là tứ 7. Chúng ta qua bài tiếp theo là bài số 6. Nấu thay mẫu. Một bông hoa là nấu với số 1. 1 2 3. 3 thì chúng ta sẽ nấu với cái chậu này. 1 2 ta nấu với cái chậu này. 1 2 3 4 5. Này vào đây. 1 2 3 4. Chúng ta qua bài B. Để các số ghi trên chậu sắp xếp theo thứ tự là từ bé đến lớn thì cần đổi chỗ hai chậu ghi số hoa nào? Người ta yêu cầu là để sắp xếp cái này nè theo là thứ tự là từ bé đến lớn, như vậy chúng ta sẽ đổi chỗ hai cái chậu nào? Đây là 1 2. À, như vậy chúng ta sẽ đổi chỗ số 5 và số 2. Số 2 về đây được. Số 2 về ở đây đó, đây về đây. Rồi số 5 thì chúng ta sẽ qua số 2 đúng rồi. Như vậy chúng ta sẽ đổi chỗ hai chậu, số 5 và số 2. Số 2 ở đây thì 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, còn số 5 nó qua đây là số 5 cuối cùng. Chúng ta qua bài tiếp theo là bài số 7. 1 cộng 5 là bằng 6, 2 ta cộng cho 4 là 6, 3 ta cộng 3 là bằng 6, 4 ta cộng với 2 là bằng 6, 5 ta cộng với 1 là bằng 6. 1 ta cộng với lại 6 là bằng 7, 2 ta cộng với 5 là bằng 7, 3 ta cộng với 4 là bằng 7, 4 ta cộng với 3 là bằng 7, 5 ta cộng với 2 là bằng 7, 6 ta cộng với lại là 1 là bằng 7. 1 ta cộng với 4 là bằng 5, 2 ta cộng với 3 là bằng 5, 3 ta cộng với lại 2 là bằng 5, 4 ta cộng với 1 là bằng 5. Số 6 này chúng ta sẽ có là 1 2. 1 ta cộng với 2 là bằng 3, 3 ta cộng thêm 3 nữa là bằng 6. Rồi số 5 này chúng ta sẽ cho là 1 đi. 2. 1 ta cộng 2 là bằng 3, 3 ta cộng với lại 2 nữa là bằng 5. Chúng ta qua trang tiếp theo. Bài số 8. Trời mưa, năm chú thỏ chạy vào cả ba chuồng. Biết rằng số thỏ ở chuồng A ít hơn số thỏ ở các chuồng còn lại. Giờ đây là 1 2 3 4 5, 5 con thỏ. Người ta nói rằng là biết rằng số thỏ ở chuồng A, đây A, ít hơn số thỏ ở các chuồng còn lại. Như vậy chúng ta sẽ cho là đây là một con đi, được không? Một con. Như vậy là một con này vào đây. Còn lại là 1 2 3 4 con. 4 con vào chúng ta chữa chỗ này. Thì 4 con thì chỗ này bắt buộc nó là phải hai con trở lên. À, cái chuồng này nó phải là hai con trở lên. Thì tại vì người ta họ nói là cái chuồng A này nè. À, thì nó sẽ ít hơn các chuồng còn lại, thì đây là một con. Không có con nào thì không được, đúng không? Thì là đây là một con, thì đây ít nhất nó phải là hai con. Như vậy thầy cho đây là hai con. Đó. Hai con. Vậy là 1 2 là 3. 3 như vậy là còn là hai con nữa, đúng không? Đây vào đây. Đây này, đây hai con. Như vậy còn hai con nữa thì nó phải vào đây. Đó. Nó phải vào đây. Hai con. Đây, chuồng A có một chú thỏ. Đó. Chuồng B có hai chú thỏ và chuồng C là có hai chú thỏ. Bài học hôm nay chúng ta kết thúc tại đây. Các em nhớ đăng ký kênh của thầy để nhận được những bài học mới tiếp theo nhé. Xin chào các em. Các em muốn tìm bài học đề thi và kiểm tra thì dưới bất kỳ clip nào của thầy cũng có phần mô tả. Trong phần mô tả thì để sẵn đường link của blog. Trong blog thầy dạy rất nhiều các đầu sách, trong blog thêm tìm bài nhé. Chúc em học tốt.